Để đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã phối hợp với các bến xe tổ chức kiểm tra hoạt động của xe khách trước khi xuất bến. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay là kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày và diễn ra trước ngày khai giảng năm học mới của học sinh sinh viên, dẫn đến nhu cầu đi lại vui chơi của người dân tăng cao. Theo đó, dự kiến lượng khách và lượng xe dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sẽ tăng cao từ chiều ngày 30 đến 31 tháng 8, giảm về mức trung bình vào ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 9. Lượng khách tăng trở lại từ chiều mùng 3 tháng 9 và sáng mùng 4 tháng 9.